Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông nghiệp giáo dục thực nghiệm là một trong những mô hình được ưa chuộng và áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo ra môi trường sinh thái phục vụ du lịch, trải nghiệm và giáo dục. Bảo Gia Farm tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là một nông trại trong chuỗi các nông trại hữu cơ ứng dụng công nghệ cao trực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hải Âu. Với một nhà màng rộng khoảng 300m² tại tỉnh Hậu Giang, trải qua gần 10 năm nghiên cứu và không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, Bảo Gia Farm đã phát triển vượt bậc không chỉ về diện tích mà còn nhân rộng mô hình nông trại hữu cơ công nghệ cao này đến nhiều vùng chuyên canh khác nhau trên cả nước như Tây Ninh, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Bảo Gia Farm Camping thực sự là đã được manh nha và lên ý tưởng từ rất là lâu, từ những ngày đầu tiên mà công ty bắt đầu làm nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao. Và song song bên cạnh đó là phát triển công ty du lịch nhưng mà chuyên về du lịch giáo dục. Cho nên là từ những cái nền tảng đó thì Bảo Gia Farm Camping được ra đời. Và một mục tiêu mà Bảo Gia Farm Camping hướng tới là bằng những cái kiến thức thực tế từ nông nghiệp và bên cạnh đó còn có những cái bài học về văn hóa bản địa cộng thêm là những cái phương pháp giáo dục đã được nghiên cứu cộng hưởng với nhau để tạo ra được một cái mô hình mà các bạn, nhất là các bạn nhỏ, có thể được học từ thực tế, từ thiên nhiên, từ văn hóa bản địa để có được cho mình một cái trải nghiệm thực sự là thú vị và bám sát cái chương trình học trên lớp. Theo chia sẻ của nhà quản lý, các hoạt động tại Bảo Gia Farm Camping đều lồng ghép những yếu tố giáo dục từ kỹ năng đến cảm xúc của người tham gia, đặc biệt là trẻ em. Chuỗi chương trình trải nghiệm dành riêng cho đối tượng trẻ em, học sinh từ mầm non đến trung học với hai phần chính, bao gồm trải nghiệm nông trại hữu cơ và hoạt động workshop, sáng tạo, kết hợp hiện đại và truyền thống. Các bạn nhỏ khi tham gia trải nghiệm sẽ được bắt tay vào công việc được phân công phù hợp theo độ tuổi của mình, như những người kỹ sư nông nghiệp chuyên trách. Bên cạnh còn có những buổi chia sẻ về làng nghề truyền thống như dệt chiếu, đan lục bình, trò chơi dân gian tái chế với sự góp mặt của các nghệ nhân. Qua đó, mỗi bạn trẻ sẽ có cho mình một cách nhìn trân quý, quan tâm và gìn giữ hơn những giá trị truyền thống đang dần bị lãng quên. Các em còn được tự do sáng tạo và lên ý tưởng cho tác phẩm của mình như vẽ gỗ, may túi vải sợi tự nhiên, nhuộm vải bằng rau củ. Bên cạnh đó, trong chương trình trải nghiệm còn có các hoạt động giao lưu tìm hiểu giá trị nông sản hữu cơ đối với sức khỏe gia đình, môi trường xung quanh. Bố mẹ cùng các con chung tay tham gia những hoạt động thú vị như làm đất, gieo trồng, thu hoạch, làm quen vật nuôi. Tất cả hướng đến sự gắn kết gia đình và lồng ghép những bài học về sự biết ơn, tình yêu thương cho cả bố mẹ và con trẻ. Đối với Bảo Gia Farm Camping thì tụi em chia ra những cái gói sản phẩm tùy theo cái độ tuổi khác nhau. Ví dụ như các bé mầm non đi thì các bé sẽ trải nghiệm được cái việc là trồng trọt, trồng rau đất như thế nào. Với lại là phân biệt được màu sắc, các bạn tiểu học thì các bạn cao hơn chút xíu là các bạn có thể học trộn đất và làm giá thể cho cây. Và các bạn từ cấp 2, cấp 3 trở lên thì các bạn có thể tiếp cận được những vấn đề sâu xa hơn. Ví dụ liên quan về môi trường, tái chế, bảo vệ môi trường như thế nào. Và đồng hành cùng những cái kiến thức về nông nghiệp như vậy thì tụi em còn xen kẽ vào là những cái workshop về sáng tạo nghệ thuật. Thì cái về cái dòng sáng tạo nghệ thuật thì có hai cái. Một là tụi em sẽ lấy cảm hứng từ những nghề truyền thống của miền Tây mình. Còn đối tượng sinh viên thì các bạn sẽ có những cái chủ đề khác để các bạn nghiên cứu, ví dụ như là biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ cao hay ứng dụng tự động hóa vào trong nông nghiệp. Thì đó là những chủ đề dành cho các bạn sinh viên. Còn đối với gia đình thì đó là cái thời gian để tụi em mong muốn là sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ba mẹ với con cái có thời gian để gần nhau hơn. Với mong muốn giúp học sinh, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm gần hơn với nông nghiệp hữu cơ, anh Nguyễn Phương Tùng, trưởng ban thanh niên công nhân đô thị và nông thôn Thành đoàn Cần Thơ, dùng nông trại của mình làm nơi thực nghiệm cho các bạn trẻ có nhiều tâm huyết với nông nghiệp. Hiện
tại thì mô hình ở đây là cái điểm thực nghiệm cho các cái bạn sinh viên của ngành nông nghiệp, đặc biệt là các bạn thanh niên ở địa phương mà đam mê về lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt nông nghiệp hữu cơ đó. Các bạn tham gia thì sẽ được hỗ trợ về cái thiết bị và cây giống, cũng như là các cái mỗi một bạn thì sẽ có một cái khu thực nghiệm riêng, một cái khoảng đất để cho các bạn ươm tạo nghiên cứu và lấy cái tỷ lệ và theo dõi từng cái loại giống cây khác nhau. Và khi mà ra cái hàng lọt cái giống rồi á, thì sẽ triển khai cho các cái hộ dân ở đất liền canh thì họ sẽ trồng. Khi trồng xong thì bao tiêu, thì cái lợi nhuận thì mình cũng chích một phần để hỗ trợ lại cho các cái bạn sinh viên đã tham gia thực nghiệm tại mô hình này. Bước đầu anh Tùng triển khai trên diện tích đất 4.000 m², rồi cùng các bạn trẻ cải tạo đất hoang, vườn tạp. Sau hơn một năm, khu vườn thay da đổi thịt, lột xác thành nông trại xanh bởi độ phủ của hơn 100 loại cây dược liệu và vườn dưa lưới. Tại nông trại, anh Tùng tận tình hỗ trợ tất cả kinh phí về cây giống, phân hữu cơ, nông cụ, hệ thống tưới tiêu. Các bạn trẻ không những được tham gia thực nghiệm miễn phí, mà ngược lại, anh còn giúp họ có thêm thu nhập. Trên diện tích đất, mỗi người, mỗi nhóm trồng thực nghiệm để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, năng suất nông sản được anh Tùng san sẻ 40% đầu ra. Đây là khu vực trồng dược liệu và dưa lưới của em Lê Phước Đô, sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Thông qua sự giới thiệu của đoàn thanh niên trường Đại học Cần Thơ, em đã có cơ hội tiếp cận Sà Nao Farm và gắn bó với nông trại này được hơn một năm nay. Tích lũy những kiến thức chuyên môn khoa học cây trồng, Lê Phước Đô đã ứng dụng vào việc ươm tạo cây giống và chăm sóc vườn dưa lưới, mang lại hiệu quả kinh tế. Với chuyên ngành là khoa học cây trồng của trường Đại học Cần Thơ, thì khi mà được đến với đây thì em có dịp được áp dụng những kiến thức lý thuyết trên lớp của mình vào thực tế sản xuất. Và như thế thì em có thể nâng cao được cái chuyên môn của mình hơn. Qua quá trình làm việc đây thì em thấy là đối với các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc là mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, thì các bạn nên đến đây để mà trải nghiệm và rút học hỏi kinh nghiệm. Nó là một cái vốn rất là lớn để các bạn đi xin việc ở cái cơ quan nhà nước hoặc là những cái công ty về nông nghiệp. Với vị trí công tác của mình, anh Nguyễn Phương Tùng có nhiều cơ hội đồng hành với các bạn trẻ trong những hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Những thanh niên yêu thích việc trồng cây, hái trái được anh Tùng khuyến khích, ủng hộ việc đề xuất, vận dụng những kỹ thuật mới trong quá trình thực nghiệm. Việc này có thể mang lại hiệu quả, song cũng không loại trừ sự rủi ro. Tuy nhiên, điều đó hẳn có ý nghĩa nếu giúp các bạn sinh viên tích lũy, rút kết kinh nghiệm, né tránh những thất bại để lập nghiệp sau này. Theo các chuyên gia nông nghiệp, với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, du lịch nông nghiệp, giáo dục đang dần trở thành một hướng đi mới, bên cạnh các loại hình du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, khám phá. Với thế mạnh là vừa lúa, vừa trái cây, thủy sản của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cho thấy sự phát triển của mô hình trang trại, hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch giáo dục đã tạo ra sự khác biệt, thu hút du khách ngày càng cao. Mô hình du lịch nông nghiệp giáo dục được xem là một mô hình phát triển bền vững với nhiều lợi ích mang lại đối với ngành du lịch, ngành nông nghiệp cũng như cộng đồng nông thôn. Thông qua việc kết hợp giữa giáo dục, du lịch và nông nghiệp thì sẽ tạo ra được nhiều cái kênh thương mại đối với cái hộ sản xuất nông nghiệp. Thông qua việc đa dạng hóa các kênh thương mại thì sẽ giúp tạo thêm được nhiều việc làm cho người dân tại vùng nông thôn, cũng như là tăng thêm thu nhập cho người dân trên chính cái vùng sản xuất nông nghiệp của họ. Thì đối với khách hàng khi mà đến tham quan trải nghiệm tại cái mô hình này thì họ được tự tay chăm sóc cái đối tượng nông nghiệp, cái đối tượng sản xuất nông nghiệp, rồi sau đó thì sẽ tiến hành thu hoạch. Cần Thơ Farm tọa lạc tại 79A Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách, nhất là những ai yêu thích nông sản sạch và trải nghiệm các mô hình thực nghiệm hay giáo dục về nông nghiệp. Với diện tích hơn 7.000 m², gồm khu trưng bày đặc sản đồng bằng sông Cửu Long, quầy kinh doanh thực phẩm sạch, khu vực trồng rau thủy canh và địa canh, nhà ươm cây giống, nhà trồng dưa lưới, vườn nho, táo cùng diện tích mặt nước nuôi cá.
Tùy theo mỗi mùa vụ mà du khách có thể tham quan các mô hình thực nghiệm trái cây tương ứng. Ông Nguyễn Văn Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cần Thơ Farm cho biết, ngay từ khi bắt đầu làm các mô hình thực nghiệm, đơn vị muốn hướng khách tham quan tiếp cận, trải nghiệm về nông nghiệp sạch. Do đó, du khách không chỉ tham quan để biết mà còn được chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về cách trồng các loại cây. Thì hiện tại mình thấy cũng đã xuất hiện nhiều cái nông trại. Cái điều mà có nhiều đơn vị làm đó thì đó cũng là một điều mừng, để ít nhất là cho các bạn nhỏ có nơi để đến và ít nhất là có một cái suy nghĩ tích cực về làm nông sản sạch để giúp cho người tiêu dùng hoặc là môi trường giáo dục có nơi để đến. Ở thành phố Cần Thơ đã có một số nông nghiệp đi tiên phong trong cái lĩnh vực này, trên 21.000 hecta vườn cây ăn trái các loại. Thì ngành cũng đã có kế hoạch cải tạo các vườn cây không còn phù hợp, không còn hiệu quả để chuyển đổi. Thì song song đó thì cũng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm tạo ra được cái sản phẩm là có chất lượng. Khi các mô hình này đi vào hoàn thiện thì người dân sẽ có được nhiều cái sự lựa chọn để làm cái điểm đến mà thực hiện các hoạt động trải nghiệm này. Bên cạnh những nông trại được đầu tư bài bản về giáo trình, kết hợp du lịch cùng những bài học phù hợp cho từng lứa tuổi thì không ít những vườn trang trại mọc lên để kinh doanh du lịch theo vụ mùa. Không có một quy trình nuôi trồng thật gây ra sự nhàm chán, không mang lại hiệu quả giáo dục cao cho học sinh, sinh viên. Để có được một cái nông trại để dạy thực nghiệm thì đầu tiên là cái nông trại đó phải được thiết kế những cái mô hình giáo dục thực nghiệm thực tế nó phải đúng. Đúng đây có nghĩa là nó phải có một quy trình sản xuất thật và có sản phẩm thật, và mọi thứ đó cần phải có cái người am hiểu sâu về nông nghiệp. Thì khi đó mình thiết kế mô hình nó mới có thể truyền tải được cái thông điệp từ các mô hình đó đến cái đối tượng học, là thí dụ học sinh hoặc sinh viên. Thì nó cần phải có, thứ nhất là cái người làm cái mô hình đó phải có chuyên môn sâu. Thứ hai là phải ít nhất là phải có vài quy trình cho một số loại cây hoặc con căn bản để lấy đó làm nền tảng để mình mới gọi là giáo dục được. Do là mô hình mới đi vào hoạt động cho nên là quy mô còn hiện tại còn nhỏ lẻ. Sự kết nối giữa nhà trường đối với các mô hình này thì chưa thật sự nhiều. Để phát triển cái mô hình này trong thời gian tới thì đối với ngành nông nghiệp sẽ tăng cường đầu tư xây dựng các vườn cây ăn trái cũng như là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp có hiệu quả để tạo thêm cái điểm đến cho người dân có thể lựa chọn. Thì song song đó cũng phối hợp với các ngành chúng ta tổ chức tuyên truyền để nhân rộng cái mô hình này đối với rộng rãi cho bà con. Kính thưa quý vị và các bạn, xu hướng nông trại giáo dục đang nhận được sự chú ý nhiều hơn từ du khách cũng như các nhà làm du lịch trong những năm gần đây là một dấu hiệu tốt cho tiềm năng phát triển của loại hình nông trại này. Du khách ngày càng mong muốn có những trải nghiệm độc đáo, được tham gia học hỏi sáng tạo trong các chuyến đi của mình và đóng góp cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Do đó, các mô hình sản xuất bền vững như nông trại giáo dục là điển hình tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Miền Tây hôm nay xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này tuần sau.